Tôi Lam xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là full chọn 6 màu sắc trên dòng xe Honda Future 125 Fi của năm 2024. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Hòa Đức với địa chỉ cụ thể số 50 đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng để các bạn cùng tham khảo. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Sang là 0799 595 919 sẽ được bạn tư vấn cụ thể về các mẫu xe này các bạn nha. Mình sẽ lướt qua một vòng trước đã các màu sắc hấp dẫn của năm 2024, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 1 năm 2024 để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua trong thời điểm cận kề Tết này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Màu xanh đậm rất đẹp, một màu sắc mới của năm 2024. Ngoài ra các màu sắc còn lại đều được bố trí những mảng nhựa mới như vị trí phần ốp mặt nạ phía trước này, cũng như mão đầu đèn được sơn màu đen bóng các bạn nha. Trên các phiên bản màu trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình, ngoài ra phiên bản màu xanh xám nhám, phiên bản màu đỏ đô bóng rất đẹp và cuốn hút luôn. Tổng thể thiết kế trên xe không thay đổi so với bản của năm 2023. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất trên dòng xe này chính là được tinh chỉnh lại khối động cơ, cho ra mức teo nhiên liệu lý tưởng chỉ 1,47 lít trên 100 km. Đây là phiên bản màu xanh đậm trên phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, và phiên bản này cũng chỉ có duy nhất màu xanh đậm này thôi. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Trước đây ở phiên bản 2023 là phiên bản màu sắc xanh dương thôi các bạn nha. Cục máy hiện tại của xe vẫn trang bị cục máy là 125 phân khối, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 6,84 kW, mô men xoắn vào khoảng tầm 10,2 Nm, đủ để các bạn có thể trải nghiệm trên mọi cung đường khác nhau. Phiên bản màu xanh nhám đặc biệt các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Hiện tại đặc biệt sẽ có hai màu sắc là xanh nhám và đen nhám như các bạn đang theo dõi. Trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến và hệ thống phanh đĩa vành đúc trên mẫu xe. Khá đẹp luôn và cuốn hút các bạn nha. Vị trí ốp mặt nạ phía trước được sơn lên màu sắc đen nhám, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Có thể nói rằng những màu sắc mới cho năm 2024 cơ bản vẫn là những form, những màu sắc của năm 2023. Tuy nhiên được Honda Việt Nam đổi lại một chút mà thôi. Kèm theo đó nữa là vị trí giảm sóc trước sau của xe. Trước đây được sơn màu bạc, nay được thay đổi bằng sơn màu đen. Và một số mảng nhựa màu vàng đồng được bố trí trên phiên bản màu đen nhám các bạn đang theo dõi. Rất cụ thể luôn các bạn nha. Miền Bắc thì hiện tại giá bán của nó sẽ rẻ hơn một chút, vào khoảng tầm từ 1 đến 2 triệu so với cùng miền Nam. Tại vì miền Nam các bạn biết rồi, phí vận chuyển từ ngoài Bắc vào trong Nam khá là lớn, nên giá bán hiện tại của mẫu xe cũng khá là cao một chút. Trong thời điểm này thì mức giá bán của dòng xe Honda Future phiên bản 125 Fi ở đây sẽ có mức giá bán từ 33.490.000 cho một chiếc xe các bạn nha. Báo giá gửi đến các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi, đến từ xe máy Hòa Đức với địa chỉ ở tỉnh Sóc Trăng, để với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Màu sắc đỏ đô cũng rất đẹp và cuốn hút các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Quá ok và ấn tượng rồi các bạn nha. Cơ bản những màu sắc đỏ đô, những màu sắc trắng đen và những phiên bản màu sắc xanh dương là những màu sắc được lựa chọn khá nhiều trong thời gian vừa qua. Ở miền Bắc mình thì mình thấy rằng mẫu xe Honda Future ở đây, những phiên bản cao cấp đang có mức giá bán cao hơn so với những màu sắc đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Có thể nói rằng với những ai thích một sự sang trọng, cao cấp, sang chảnh, lịch sự và kèm theo đó nữa mà là một chút thể thao và phong cách, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe Honda Future này. Một mẫu xe rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Bởi các bạn biết rồi, những mẫu xe được nhập khẩu đến từ thị trường Thái Lan là mẫu xe W150 của Thái đang có mức giá bán khá cao, đâu đó lên tới vào khoảng tầm từ 89 đến 90 triệu. Trong khi đó những mẫu xe tại Việt Nam chúng ta sản xuất chính hãng trong nước, áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km lại đang có mức giá bán khá tốt, chỉ đó vào khoảng tầm trên 30 triệu một chút mà thôi. Các bạn có thể nhìn tổng thể cho mình, full chọn 6 màu sắc cho năm 2024 trên dòng xe Honda Future các bạn nha. Và với mỗi màu sắc đều có cho mình những cái sự lựa chọn khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau, và các bạn mua xe theo màu sắc phong thủy, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong 6 màu sắc này hoàn toàn là ok luôn. Hiện tại thì khối động cơ của xe là 105 phân khối, như mình đã chia sẻ rất nhiều video rồi. Kim phun của mẫu xe là 110 phân khối mà thôi, nên mới có mức teo nhiên liệu lý tưởng như vậy, chỉ 1,47 lít trên 100 km. Nên cái gì cũng có giá của nó cả. Với một mẫu xe trang bị khối động cơ 150 khối nhưng kim phun chỉ là 110 phân khối mà thôi, nên khối động cơ của nó đâu đó cũng sẽ bị giảm bớt đi một chút các bạn nha. Đổi lại các bạn sẽ có cho mình một khả năng tiết kiệm nhiên liệu gần như là vượt trội nhất. Các bạn có thể nhìn ngắm lại một vòng xung quanh các cái phiên bản các màu sắc trên mẫu xe. Hiện tại mẫu xe này sẽ có 3 phiên bản chính.
Trong đó phiên bản cao cấp sẽ có 3 màu sắc. Ngoài màu trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, sẽ có thêm phiên bản màu sắc đỏ đô và phiên bản màu xanh dương đậm. Mới các bạn nha, đều là những màu sắc bóng. Còn với những bạn nào quan tâm tới những phiên bản màu sắc đặc biệt, màu sắc nhám ấy, sẽ có sự lựa chọn ở phiên bản màu xanh xám nhám và phiên bản màu sắc đen nhám. Còn hiện tại thì có một phiên bản phanh đĩa vành nan hoa cho những bạn nào quan tâm, sẽ có duy nhất một phiên bản màu sắc xanh dương đậm các bạn đang theo dõi trên màn hình mà thôi. Khá là cận cảnh chi tiết để các bạn có thể tham khảo các bạn nha. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay, mình đã quay cận cảnh chi tiết mẫu xe này. Kèm theo đó nữa là gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể đến từ đại lý Honda Hòa Đức với địa chỉ cụ thể số 50 đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để các bạn cùng tham khảo. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Sang với số điện thoại cụ thể 0799 595 919 sẽ được bạn tư vấn về dòng xe này các bạn nha. Và hiện tại trong thời điểm này, mua dòng xe Honda Future vẫn được quay số trúng thưởng, không trúng thưởng vẫn nhận được những món quà tặng ưu đãi và hấp dẫn đến từ Honda Việt Nam. Kèm theo đó nữa là những chương trình trả góp lãi suất ưu đãi và hấp dẫn và những món quà tặng cực kỳ giá trị đến từ đại lý Honda Hòa Đức. Các bạn có thể lưu ý cho mình một cách cụ thể thông qua video ngày hôm nay. Và đó là toàn bộ nội dung mình đã quay cận cảnh thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn muốn mình quay tất cả các màu sắc chi tiết hấp dẫn đến từ dòng xe Honda Future phiên bản 125 FI. Thì ngày hôm nay mình đã có chọn bộ 6 màu sắc rồi các bạn nha, đến từ dòng xe này để các bạn có thể tham khảo một cách kỹ hơn. Sau đây các bạn có thể nhìn ngắm một vòng xung quanh các mẫu xe này một lần nữa để đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho sáng suốt nhất. Rồi, cảm ơn của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.